谈谈情字做浪漫伴着白马，吻过了戴上钻戒披起婚纱，想象很美，目标远大才可往上爬。谁也想有个家，谁也想有个他，陪同看日和月悬挂。然而千尺砖瓦，累计一个天价，一个偏差。如要祝愿个家，还要拥抱个他，从前看海也可以看烟花。实况千变万化，抱紧砖头说真假。小孩，小孩，快下坑！牛人，牛人，牛人！Lần này coi như ông may mắn, nhưng ông thật sự... Đừng chơi trò mạo hiểm nữa chứ gì. Tôi sẽ không đầu hàng vì khối u đâu. Bấy lâu chúng tôi chỉ dùng thuốc để khống chế khối u thôi. Nhưng gần đây kiểm tra phát hiện khối u chẳng những không ông nhỏ mà nữa, lại còn... Tôi không làm phẫu thuật đâu. Tôi hiểu. Ông sợ ca phẫu thuật có rủi ro, sợ sẽ chạm tới dây thần kinh, biến thành tàn phế. Nếu ông không làm phẫu thuật, khối u vẫn sẽ phát triển, có khả năng sẽ chèn lên dây thần kinh khác. Nếu như ông không muốn chết, ca phẫu thuật cắt bỏ khối u này không thể tránh khỏi. Tôi còn phải tranh thủ đi chơi hết hiệp còn lại. Ông Hình. Thật tình tôi quên đuổi Diệt Liêu. Không liên quan đến anh ta. Tại tôi đi làm, nghe nói ông vô bệnh viện hỏi thăm y tá trưởng, mới biết thì ra bệnh tình của ông nghiêm trọng hơn. Vậy mà ông cũng tiếp tục chơi nữa sao? So với tự tử không có gì khác biệt hết. Cô không còn là y tá của tôi nữa, cô quan tâm tôi làm gì chứ? Cô không sợ gặp tôi là phạm sai lầm sao? Cô đi đi, tôi còn phải thay đồ nữa. Không được, ông nhất định không được chơi những môn nguy hiểm như vậy. Nếu không thì ông cứ tiếp tục như vậy. Cô cứ tiếp tục như vậy tôi cởi quần luôn đó. Tôi là y tá mà, có gì mà tôi chưa từng nhìn thấy. Tóm lại tôi không cần biết, hôm nay tôi nhất định không cho ông tham gia. Tôi thấy cô quan tâm tôi như vậy, cá nhân tôi chỉ có cách làm phụ nữ nha. Cô muốn quan tâm ai, đừng nên coi bản thân có bao nhiêu phần thắng. Cô phải coi luôn trong thâm tâm người ta, cô có bao nhiêu phần thắng. Cô mạo muội nói với người ta như vậy, cô không cảm thấy khó xử sao? Cô không muốn sống không? Nếu chúng tôi chạy tới, cô sẽ gãy mất xương đó. Ông cũng cảm thấy tôi làm vậy có vấn đề sao? Ông cũng làm cùng một việc thôi. Tôi nghĩ cô không cần nói nữa. Tôi không làm phẫu thuật đâu. Tôi không muốn trở thành phế nhân. Nếu ông vẫn cương quyết không làm phẫu thuật, tôi sẽ nói cho mọi người biết ông bị bệnh. Có còn ai chơi game với ông nữa hay không? Cô dám hả? Bây giờ tôi sẽ ra ngoài nói. Cô có biết nếu cô vi phạm nguyên tắc y tá, cô sẽ bị mất bằng không? Tôi không cần biết nhiều quá. Vì tôi đã vi phạm một nguyên tắc khác của y tá, đó là yêu bệnh nhân của mình, tức là ông. Tôi biết tôi không là gì của ông. Trong thâm tâm ông tôi không có phần thắng nào hết. Nhưng mà tôi không thể đứng nhìn người tôi yêu tiếp tục như vậy. Tôi không được chọn. Cô yêu tôi thật sao? Phải.
Được, nếu vậy tôi làm phẫu thuật. Thật sao? Vẫn còn một điều kiện. Nếu phẫu thuật không thành công, tôi biến thành phế nhân, cô phải giết tôi ngay. Cô đừng nói xong rồi thôi nha. Nếu không, người nhà cô sẽ chết thảm hơn tôi đó. Được, tôi hứa với ông. Nhưng ông cũng phải hứa với tôi một chuyện. Nếu như ca phẫu thuật của ông thành công, những trò mạo hiểm trước giờ ông chơi, tất cả đều phải chơi chung với tôi. Được thôi. Hôn trên, thả lỏng một chút. Yes, yes, yes. Quân đội Di, ta thành công rồi. Má ơi, nhẹ tay thôi đau quá. Để yên đi, để yên đi. Dạo này con làm gì vậy hả? Những trò không lấy mạng con cũng không chịu chơi sao? Làm cho bản thân bị bầm khắp người, đáng đời con. Chơi thể thao có thể có lợi cho sức khỏe mà. Trong bảng xếp hạng vui vẻ, vị trí quan trọng của thể thao chiếm ngôi đầu, có thể tiết ra một lượng lớn dopamine, làm người ta có cảm giác vui vẻ đó. Trời ơi, nhẹ tay thôi, trời ơi. Vui vẻ đi, con cứ vui vẻ nữa đi. Nếu con tập được kiểu này thì hay quá. Con hả? Con đừng nằm mơ cũng vừa rồi đó. Con mập như vậy má thấy tội cho huấn luyện viên của con. Con mập sao? Mập chỗ nào? Khuôn mặt hả? Hay là vòng eo? Trời ơi. Má nói giỡn với em thôi. Loại như em làm sao gọi là mập? Loại như em gọi là bị sưng đó. Mắc mớ gì tới anh chứ? Nè, người ta đang coi theo mà thấy, không có tin tức gì hết trả cho em đâu. Thật ra bên ngoài cũng không ít suy đoán. Có người thì nói ổng ra nước ngoài bí mật kết hôn. Có người nói ổng đã đến các nơi trên thế giới thử thách những trò mạo hiểm. Cũng có người nói ổng đi chữa bệnh. Thật ra thì tin đồn vẫn là tin đồn. Ông Hình Khởi vừa trở về Hồng Kông đã lập tức tổ chức một buổi họp báo. Hay là bây giờ chúng ta nghe ổng nói gì thì còn hay hơn. Chào mọi người, đã lâu không gặp. Nhiều người muốn biết tôi mất tích một thời gian qua, thực ra là đi đâu và làm những gì. Có người nói tôi đi săn gái, thực ra thì tôi qua Mỹ để thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não. Mọi người không cần lo, ca phẫu thuật vô cùng thành công. Bác sĩ nói tình trạng hồi phục của tôi vô cùng lý tưởng.
Nhưng đây ngoài việc tôi cảm ơn đội ngũ y tế của tôi, tôi còn phải cảm ơn một cô y tá. Nếu không nhờ sự khích lệ của người này, tôi sẽ không có can đảm làm phẫu thuật. Y tá đó tên là gì vậy? Là y tá bên Mỹ hay là y tá trong bệnh viện tư gia của ông? Cô có phải là bạn gái mới nhất của ông không? Hay là ông muốn thừa cơ công khai tỏ tình với người ta? Những gì hôm nay tôi nói chỉ có vậy thôi. Cảm ơn mọi người. Xin lỗi. Hôm nay chúng tôi có lịch trình dày đặc. Buổi họp báo kết thúc tại đây. Hình Khởi là ông chủ trong bệnh viện của em kia mà. Y tá mà ông nói có phải là đồng nghiệp của em không vậy? Không thể tiết lộ. Bởi vì nhân viên y tế không thể tiết lộ được. Tiết lộ chuyện riêng tư của bệnh nhân chứ gì. Chỉ có em mới như vậy mà thôi. Những y tá mà anh quen ai cũng nhiều chuyện vô cùng. Thật ra y tá đó là ai liên quan gì đến con chứ? Thì đó, con lo cho Thiên Thu hay hơn. Bây giờ Hình Khởi không xuất hiện là do ổng bị bệnh ha. Lỡ sau khi ổng khỏe lại rồi á, chạy tới Thiên Thu, con sẽ biết tay. Trời, hai đứa con làm gì vậy? Bị mắc giật cùng một lúc. Đã cát hữu hung. Không lẽ xảy ra chuyện gì sao? Sao khi không cứ giật hoài vậy? Nè Kim Chi, có phải Hình Khởi đã tới rồi hay không? Ông Hình, nghe nói ông đã về rồi. Cảm ơn nhiều. Muốn mua con cá hồng nè, con này đi được không? Trời, con này giống như bị mắc kéo mây vậy. Hay là chúng ta ăn cá hồi đi. Ừ. Chà, loại này mới là tươi nè, em coi. Ừ, thấy chưa? Cũng được nè, mua luôn cà chua và khoai tây sẽ có thể nấu canh cà chua khoai tây. Ừ, để coi cà chua có tươi không. Chà, tươi quá vậy, dùng làm salad đi. Còn khoai tây dùng làm khoai tây dầm, mua luôn phô mai là xong. Tức là biến thành món tây. Mình đâu có biết. Ăn được rồi. Ồ. Nè, anh không có được bỏ miếng thịt vô đâu nha. Nồi canh đậu nành này sẽ bị anh làm ô uế hết. Cả bàn thức ăn như vậy, bao gồm cái đậu nành trong nồi canh đậu nành của em đều do anh mua. Anh thích để bên nào thì để bên đó. Nè, không được. Không được mà. Trời ơi, Hình Khởi đã về rồi. Để ổng biết chúng ta gạt ổng, nước cháo cũng không có mà ăn. Còn ăn bò, đậu nành. Nè, lần trước tôi có nói với cô, tôi theo má tôi học được mấy món, định tới nhà bếp bên ngoài làm cho bạn trai của tôi ăn. Nhưng bây giờ món quà đã biến thành món tây rồi. Nè, tôi hỏi cô, cá hồng chân tương có thể biến thành cá hồi chân tương hay không? À, còn nữa, khoai tây nướng kiểu tây làm sao làm? Tôi chưa từng làm nên không biết. Để làm chưa? Ờ, anh biết hả? Thì lúc bên Mỹ không có gì làm, suốt ngày theo học người ta nấu ăn thôi. Vậy đọc tạp chí nói thì ra mấy năm trước Hình Khởi đã biết trong đầu mình có khối u rồi. Lúc đó chị đang quen với ổng mà. Ổng có nói ổng bị căn bệnh này không?
Không có, ổng không hề nhắc tới một chữ nào. Cậu đừng tưởng bình thường ổng có vẻ nhút nhát và rất lịch sự. Thật ra đối với mọi chuyện ổng đều rất trừu tượng, chuyện gì cũng ra vẻ rất cẩn thận. Ổng không thích ai quan tâm ổng, ổng cũng không quan tâm bất cứ ai. Càng lịch sự với ổng thì trong lòng của ổng càng lạnh nhạt. Có chuyện gì thì dùng tiền giải quyết. Nhìn cách ổng đối xử với má tôi là biết rồi. Nghe. Cảm ơn. Thật ra tỏi băm có làm sẵn mà đâu cần phải tự mình cắt như vậy. Lấy tỏi tươi sẽ thơm hơn nhiều. Nè, em ăn cay được không? Em ăn được cay á, anh sẽ cho thêm tiêu nhiều một chút. Em là bé cay hữu danh kỳ thực đó, càng cay càng tốt. Chị. Anh có biết không, từ khi anh ở Mỹ về đây, anh đã hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ anh hoàn toàn giống như một người lịch thiệp vậy. Luôn cả em cũng nói vậy. Leo cũng nói vậy. Bản thân anh cũng thấy mình như vậy. Chị không lo Hình Khởi trở về sẽ nhận lại Win Win làm con hay sao? Không thể nào. Người như ổng, cái trong tâm trí ổng không có giá trị nhất là cái gì? Chính là tình thân đó. Con người luôn thay đổi mà. Em cũng thay đổi y như bây giờ vậy. Kiểu nào chứ? Đó là do có người càng lúc càng khó chịu thôi. Xét theo tình sử của Hình Khởi suốt 20 năm qua cho thấy đích thực chứng nào tật nấy. Bác sĩ nói có những bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật có thể tính cách sẽ thay đổi. Có lần có một cô người mẫu khỏa thân, sau khi làm phẫu thuật luôn cả mùa hè cũng mặc áo cổ cao. Rồi có lần có một bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật biết nói những ngôn ngữ mà trước khi làm phẫu thuật họ không hề biết nói. À, có nghĩa là sau khi anh làm phẫu thuật trở nên không thích chơi những món thể thao lúc trước chơi nữa. Đúng là vậy. Bây giờ anh chỉ muốn câu cá, vẽ tranh, nấu ăn vậy thôi. Lúc trước thì không thích bị gia đình gò bó, bây giờ trái lại thì lại muốn sống một cuộc sống gia đình. Nè, hai người không có coi tạp chí hả? Loại trác tán giống như ổng á, lại tán được gái mới. Bệnh còn chưa khỏi hẳn lại lo đi tán gái. Có bạn gái mới rồi, làm sao rảnh nhận lại đứa con gái này chứ? Xong rồi. Chà, đẹp quá à. Nè. Cạn. Cạn. Em không khách sáo nha. Mau ăn đi. Thơm quá đi, thử cái đã. Ngon lắm. Em cũng biết những bà gái trước đây của anh, sau khi sinh con cho anh đều không chăm sóc tới họ. Bây giờ nghĩ lại, anh cũng không hiểu bản thân mình tại sao có thể tuyệt tình tới vậy. Bây giờ anh rất muốn tìm lại họ, nhưng mà họ đã có cuộc sống riêng. Giá nào anh cũng không thể nói tới là tới, đi là đi. Thật ra, nếu anh muốn xây dựng một gia đình thì anh có thể làm lại từ đầu mà. Cũng may, bây giờ anh có đứa con gái 2 tuổi. Anh nghĩ ông trời muốn tạo cơ hội cho anh, bù đắp những sai lầm trước đi. Má ơi! Quyên Quyên, về rồi sao? Mau qua đây với má. Ôi, má nhớ con lắm đó. Chà, sao lại chơi đến đổ mồ hôi đầm đìa vậy con? Chắc là lúc trước bị bệnh mấy ngày không được ra công viên chơi. Lúc nãy vừa tới nơi liền chơi đến giống như khỉ sổng chuồng. Vậy sao? Ba kia. Có phải anh muốn quay lại với má của đứa nhỏ hay không? Anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm làm ba của anh thôi. Lần trước anh có nói với em, sau khi anh làm phẫu thuật xong sẽ đến với em. Nhưng mà khi anh có mục tiêu mới trong cuộc sống, anh không muốn làm phí thời gian nữa. Anh càng không muốn phí thời gian của em. Con muốn gặp ba. Con muốn gặp ba. Đã nói với con nhiều lần rồi, đó không phải là ba của con. Không hiểu tại sao hễ nó gặp những người đàn ông có tiền có thế thì gọi là ba. Trên group nó đã có mấy người ba rồi. Má ơi, chú Nhân muốn ăn kem lắm đó. Lát nữa mua cho con có chịu hay không? Khoan đã. Con gọi chú là chú hả? Lúc nãy đã nói rõ rồi mà. Phải là người đàn ông có tiền có thế nó mới gọi là ba đó. Mẹ nào con nấy mà. Nè, lúc trước em cũng trách anh, đối xử với mấy đứa con như vậy là rất vô trách nhiệm mà.
em còn giận tôi không muốn làm y tá thân cận của anh nữa. Bây giờ anh có quyết định này, anh nghĩ là em sẽ thông cảm và ủng hộ cho anh đúng không? Nghĩ kỹ Ruby nói đúng lắm. Hình Khởi nhận lại con gái khác nào biến bản thân thành cọng rau. Đàn ông 10 người thì 9 người đã ăn chơi rồi, người còn lại thì đang tập sự đó. Em chúc cả nhà anh đoàn tụ. Cảm ơn. Thêm 2 tháng nữa anh hai sẽ được thả. Em chúc mọi người cả nhà đoàn tụ trước nha. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly, liên quan tới em hay sao? Vui vẻ vậy thôi. Con có thì khỏi bệnh rồi, nhưng mà lại lây bệnh cho má của con. Cuối cùng thì sao đây, bắt má nuôi này đứng ra lo liệu. Vậy mà con còn có thể chơi vui vẻ vậy, thiệt tình à. Nè. Chào. Chào. Đây là con của anh hả? Đẹp trai quá nha. Nhìn y như anh luôn đó. Thực ra nó không phải là con tôi, là cháu của tôi thôi. À, đây cũng là cháu của tôi, là con nuôi của tôi thôi. Quyên Quyên à, con tự chơi đi. Sao hả, anh thường tới đây làm sao? Kiểu tóc của anh cũng đẹp lắm ha. Nè, giờ rồi đừng ăn vậy. Có thể dẫn tôi đi theo hay không? Tôi cũng muốn làm kiểu tóc giống như vậy. Quyên Quyên, đồ rớt xuống đất không thể ăn được, cô biết không? Giờ hết rồi, ăn vào sẽ đau bụng đó. Lau tay trước đi. Ông Hình à, ông là người bận rộn mà, tại sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Cũng may tôi tới thôi, nếu không lúc nãy nó nuốt vào bụng rồi, không biết tính sao nữa. Ông Hình à, ý ông muốn nói là tôi vô trách nhiệm hay sao? Ông đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người ba hay chưa? Ông dựa vào đâu mà lên mặt dạy đời tôi chứ? Lúc trước chính bản thân ông đã tự nói, sau khi ông ký giấy góp vốn vào Thiên Thu thì không lo cho Quyên Quyên nữa. Bây giờ đột nhiên ông lại chạy tới đây đòi được đàm ba hiền, còn theo dõi đứa con gái nữa. Tôi làm sao biết sau này có khi nào ông muốn cặp bồ tán gái rồi bỏ mặt nó hay không? Tôi tới đây là muốn tặng cho Quyên Quyên con thú nhỏ bông thôi. Quyên Quyên, con thích không? Dạ thích. Ừ, con nhớ nha, con là con của ba, ba là ba của con. Tuy ba không thể suốt ngày bên cạnh con được, nhưng ba rất thương con biết không? Ừ? Biết. Cũng giống như con thú nhỏ bông ba này và con thú nhỏ bông con này vậy. Ừ? Tôi phải đưa Quyên Quyên đi rồi. Ba đi nha Quyên Quyên, rảnh rỗi ba sẽ tới thăm con. Quyên Quyên à, con có thể cho má nuôi mượn 2 con thú nhồi bông này chơi một chút không? Không được. Một chút thôi mà, chút nữa trả lại cho con nha Quyên Quyên. Không được. Hình Khởi đã nói rõ ràng, 2 con thú nhồi bông này là tặng cho con gái của ổng thôi. Má mới là hàng chính hiệu đây nè, con chỉ là hàng nhái thôi. Con chơi cái này đi. Ông Hình, tôi đã cho người điều tra. Thì ra năm xưa khi Thi Mẫn rời khỏi ông đã có thai rồi. 8 tháng sau thì cũng sinh đứa con gái. Về nhà thôi. Yeah. Hôm nay Quyên Quyên có ngoan không? Có thể quay một vòng cho má coi được không? Wow. Trời ơi, giỏi quá. Giỏi quá đi Quyên Quyên. Về nhà đi. Hôm nay con muốn ăn gì nè? Cô Bối, cô Thi, ông Hình có chút chuyện muốn gặp hai người.
ông Hình muốn gặp Kim Chi thôi, có đúng không? Ông Hình muốn gặp cả hai dì. Nè, không lẽ chuyện của chúng ta bị lộ rồi sao? Không cần sợ, có chuyện gì cũng có hàng chính hiệu ở đây rồi, đi. Hoan nghênh các vị đến dự lễ động thổ bệnh viện tư gia mới. Trước tiên chúng ta xin mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị của bệnh viện, ông Hình Khởi sẽ bước lên phát biểu. Lần này bệnh viện tư gia xây dựng tòa nhà mới, mục đích là muốn mở rộng phạm vi dịch vụ của bệnh viện để cung cấp những dịch vụ tối tân nhất và toàn diện nhất. Tôi cũng rất vinh dự được sự đồng ý của các ủy viên đặt tên cho tòa nhà mới cực kỳ có ý nghĩa này là Gia Vĩnh Lộc. Ông Hình à, tin chắc các vị có mặt ở đây cũng rất tò mò, tòa nhà mới này sao lại đặt tên là Gia Vĩnh Lầu chứ? Có phải có ý nghĩa đặc biệt gì không? Thực ra thì hai chữ Gia Vĩnh này là tên con của tôi, hôm nay nó cũng có mặt. Nè, nè, đừng chụp hình mà, tránh ra đi. Đừng chụp nữa. Nè, làm ơn đừng có chụp hình nữa. Làm ơn đừng chụp hình nữa. Xin mời các vị ủy viên bước lên. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Xin cho một tràng pháo tay nhiệt liệt. Ông Hình có căn dặn, ông lo xong chuyện lễ động thổ sẽ tới đây ngay. Tại sao lại như vậy? Lần trước báo chí nói bức tranh bị sơn làm dơ hết rồi, sao bây giờ không có chuyện gì hết vậy? Đúng là có chuyện đó, nhưng ông Hình đã sai người mang bức tranh qua phòng nghệ thuật bên Anh Quốc phục hồi lại rồi. Hay là hai vị theo tôi tới phòng giám đốc ngồi chờ ông Hình tới? Không cần đâu, nhưng có thể cho con của tôi vào trong nghỉ ngơi không? Không thành vấn đề. Tôi phải tháo nó xuống. Cô làm gì vậy? Mẹ, cô là bạn của tôi thì đừng cản tôi. Bây giờ không phải là lúc nói về bức tranh. Hai người làm gì vậy? Nè, sao ông công khai mối quan hệ với Quyên Quyên chứ? Chuyện quan trọng như vậy sao lại không bàn trước với tôi? 3 năm trước cô của Quyên Quyên cũng không nói với tôi. Nó là con của tôi có quyền được biết chứ. Bây giờ tôi nhận lại đứa con thôi, có gì sai đâu. Cho dù 3 năm trước ông có biết được chuyện này á, thì ông sẽ nhận lại nó hay sao? Phải. Lúc trước đúng là tôi sẽ không làm gì, nhưng bây giờ tôi dám chắc không làm gì. Nhất là lần trước ở công viên, sau khi cô nói những lời đó với tôi về nhà suy nghĩ. Tôi nhất định phải đứng lên làm tròn trách nhiệm người ba. Ông chỉ biết nghĩ cho bản thân ông. Ông muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì không nhận. Ông có nghĩ tới hoàn cảnh của tôi không? Tôi làm sao ăn nói với chồng của tôi? Cả thế giới sẽ nghĩ tôi và chồng tôi thế nào đây? Tôi không thể tiếp tục sai phạm nữa. Năm xưa mối tình đầu của tôi, nói đi là đi, giống như cô vậy, không nói cho tôi biết là cô có thai. Sau đó chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Sau khi cô sinh đứa con xong thì đưa cho người ta nuôi. Tới bây giờ tôi muốn tìm lại nó, tôi cũng không biết phải tìm ở đâu. Lúc tôi đi nghỉ dưỡng ở Mỹ, tôi thường ngồi suy nghĩ, thực ra ba má nuôi của nó có tốt với nó hay không? Thực ra nó có biết ai là ba má ruột của nó không? Nó có biết vẫn còn người cha này không? Nó không có người thân. Lỡ như có chuyện gì, có ai có thể giúp cho nó không? Có ai có thể chăm sóc cho nó không? Tôi làm như vậy có thể đối với cô hay đối với người nhà của cô sẽ có những rắc rối không đáng có. Nhưng mà chúng ta không thể ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình. Chúng ta phải nghĩ cho đứa nhỏ nữa. Tôi muốn nó biết ba nó không vì những lời đàm tiếu mà không nhận nó. Tôi muốn cho nó biết người ba này của nó sẽ mãi mãi bảo vệ cho nó. Quyên Quyên ở trong phòng của ông coi chừng nó giùm tôi.
Ruby! Ruby! Ruby, có phải cô muốn nhận lại hình khởi không? Nếu phải thì lập tức đi nói rõ với ổng đi. Đi. Đủ rồi. Sao hả? Nói với ổng tôi mới chính là con gái của ổng. Nói cho ổng biết ổng đã đứng trước mặt mọi người nhận làm con rồi. Như vậy được sao? Lần trước cô vì giúp tôi cho nên mới nói dối như vậy thôi. Cũng không có liên quan tới cô. Bởi vì tôi muốn giúp má của tôi trả thù cho nên mới đẩy cô và Quyên Quyên ra mặt thôi. Tôi nghe Thành Nhật Lợi nói sau khi ổng làm phẫu thuật không còn là hình khởi của ngày xưa nữa. Cô cũng nhìn thấy nét mặt ổng nhìn bức tranh của má cô mà. Đúng là có sự tồn tại của tình yêu. Tôi nghĩ lần này ổng thật lòng muốn bù đắp cho đứa con, tức là cô đó. Ổng muốn bù đắp cũng phải bù đắp cho má của tôi chứ. Năm xưa má tôi là vì sợ nuôi tôi không lớn nổi cho nên mới giao tôi cho người khác. Nhưng mà má tôi cũng biết hối hận, sau đó ra nước ngoài tìm lại tôi. Sau đó nữa thì một mình má đã dày công cực khổ nuôi lớn tôi. Nhưng mà còn ổng, ổng ở đâu chứ? Cô nói đi, lúc đó ổng ở đâu? Cô đừng cố cãi nữa, tôi biết cô muốn nhận lại ổng mà. Nhận cái gì chứ? Nói thì nói là ba thôi, nhưng mà ổng chưa từng cho tôi bú một giọt sữa nào. Vậy có khác gì là nickname chứ? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? Bây giờ cả Hồng Kông đi tưởng đâu gã hồ hình đó là ba ruột của Quyên Quyên. Còn anh là ba bất đắc dĩ. Em có nghĩ cho anh hay không? Nếu anh còn nhịn được, anh còn là đàn ông nữa không? Em đã nói rất nhiều lần, ban đầu em và Ruby chỉ muốn lợi dụng ông ta. Không ngờ chỉ một ca phẫu thuật đã biến một kẻ ăn chơi thành một người đàn ông đảm đang, còn làm lớn như vậy nữa. Lần trước ở bệnh viện anh đã nói với em rồi, em đừng xét về chuyện xã hội đen góp vốn và thiên thu nhiều quá. Anh có cách mà. Anh có cách? Nếu anh có cách anh đâu cần bị người ta đánh đến phải nằm viện cả tháng chứ. Bây giờ em kêu con của anh gọi hình khởi là ba, có khác gì con anh đã chết rồi chứ? Ai kêu em chỉ nghĩ ra cách này mới cứu được công ty? Biết trước như vậy từ đầu em đã quơ thêm vài tay giàu có. Vậy thì có thiếu gì người cho ông chọn, ông lãng. Em... Lần này anh đã giúp em một tay rồi. Em không thể đứng nhìn công ty sụp đổ được. Em không thể để anh vô đây ngồi xong 3 năm ra ngoài lại làm lại từ đầu. Em đã hứa với anh, khi anh được thả ra, công ty sẽ phát triển hơn trước. Bây giờ bản thân của em nghĩ như vậy thôi. Anh không lo lắng chút nào. Anh lo lắng nhất là cái gì? Là em và đứa con. Nếu không tại em, luôn cả công ty anh cũng không muốn mở. Mặc kệ công ty sẽ ra sao. Tiền là sinh mạng, sao anh không lo chứ? Anh cần phải lo lắng, anh cần phải bù đắp lại cho bản thân mình chứ. Trong thâm tâm của em, có phải là mọi chuyện trên đời này đều được đong đo bằng tiền không? Phải. Vậy lần này anh vô đây chịu cho em, đáng giá bao nhiêu? Là một nửa số tiền em kiếm được nhiều nhất trong đời. Đáng ghét. Dụ ngọt anh một chút cũng không được à? Anh cũng biết nói tới tiền em rõ ràng nhất mà. Tỷ có chống lại tình thân, hình khởi công khai nhận con. Sao con người cô kỳ vậy hả? Làm chuyện gì cũng tự tung tự tác, nhất định không chịu bàn bạc với mọi người để Quyên Quyên ra chịu trận vậy sao? Vậy mọi người có mặt ở đây có cách nào hay hơn ngoài việc có thể chống lại thế lực ngầm góp vốn vào Thiên Thu, lại có thể bảo toàn tính mạng cho Triều Dũng không? Bây giờ gã hình khởi đó nói một tuần muốn gặp Quyên Quyên 2 lần thôi, lỡ sau này ổng đòi lấy lại quyền nuôi con vậy thì tính sao? À, xin lỗi nha bác, thật ra con không phải cười bác đâu. Chẳng qua là con nghĩ tới hình khởi biến thành gã chăm con, con liền không nhịn nổi cười, con xin lỗi nha. Cô Thi à, hình như là cô muốn trả thù cho má của cô nên nhờ Quyên Quyên lừa ba của cô một vố. Bây giờ ra nông nổi này rồi, cô còn cười được nữa hay sao? Thật ra thì tôi chắc cả thế giới này rất ít người có thể tin được một gã ăn chơi sau khi phẫu thuật não về lại biến thành một người cha gương mẫu. Ok má,
Không chừng lần này thay đổi chỉ là di chứng mang tính tạm thời sau phẫu thuật, sau này sẽ không có gì. Trời ơi, có chuyện gì mà la hét dữ vậy? Em tính được cái gì? Có phải luôn cả đứa cháu chúng ta cũng không còn không? Không phải, không phải chị hai. Trong vụ này con Tỳ Hữu và thằng Dũng làm đùm bẹ như vậy, chiếu lý tới ly dị rồi, cao tổ không nghĩ vậy đâu. Anh đó tính sai cũng không lạ chút nào. Tôi biết hai người thấy tôi chướng mắt lắm. Cô thì rất muốn tìm cách chiếm đoạt công ty, ông thì dẫn tôi làm cho ông ly dị, luôn cả quyền nuôi ba đứa con cũng không còn. Nhưng bây giờ chuyện ra nông nổi này, hai người có thể lấy đại cuộc làm trọng được không? Nè, lập tức đám cưới với Ruby đi. Hả? Cô là con ruột của Hình Khởi mà. Thế hai người đám cưới với nhau, nó chính là con rể của ổng. Có thể nói dù sao cũng là người trong nhà. Cho dù sau này ổng thật sự biết toàn bộ sự thật, ổng cũng không trách chúng ta, càng không động tới Thiên Thu. Đương nhiên không được rồi. Cái gì chứ, nhìn lại hai đứa con đi, ăn ý vô cùng, phải nói là xứng đôi vừa lứa. Má à, suy nghĩ của má ngây thơ quá rồi đó. Phải đó, nè, chẳng qua con với Hình Khởi là một cặp cha con hữu danh vô thực mà thôi. Ổng không chịu nghe con nói đâu bác à. Anh nghĩ em đã hiểu lầm rồi, anh nói phần ngây thơ đó là anh chịu cưới em. Ê, không được đối xử con dâu tương lai của má như vậy. Má à, không lẽ má nói thật sao? Em lập tức coi bát tự của tụi nó giùm chị, sau đó chọn ngày lành đi. Nhanh lên. Vậy đi, nè, vì đại nghiệp Thiên Thu, nếu hai người làm đám cưới, vấn đề quà mừng, tôi tặng 2 cân bào ngư. 2 cân bào ngư. Bào ngư lát. Cho dù đàn ông trên đời này đều bị tuyệt chủng, tôi cũng không lấy anh đâu. Đủ rồi, mọi người đừng lao vào bế tắc nữa được không? Thật ra chúng ta nên nhân lúc ông Hình có tình cảm với Win-Win vẫn chưa đến nỗi sâu đậm, thành thật nói rõ sự thật cho ông biết đi. Như vậy mới có thể giảm mức tổn thương tới mức thấp nhất. Nè, nè, con nói về đi, 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 có lợi không em? Có lợi em là ai? Em là không cần ai? Tới rồi. Nè, má ẵm con xuống. Mình đi chơi cát nha. Chà, ông chuẩn bị nhiều thứ vậy sao? Đúng là không ngờ ông từ một gã ăn chơi siêu đẳng biến thành một người đàn ông đảm đang tiêu chuẩn. Nếu đồn ra ngoài, tôi nghĩ phụ nữ cả thế giới này đều đẩy chồng và bạn trai của họ đi làm phẫu thuật não luôn. Tại sao một gã ăn chơi siêu đẳng không thể biến thành một người đàn ông đảm đang siêu đẳng mà chỉ biến thành một người tiêu chuẩn thôi? Có phải tôi cần cải thiện thêm điều gì không? Đi thôi. Nè, ai cho cô đi sát vậy chứ? Đúng là khốn kiếp, thật sự coi như không có tôi à. Dạ, nè, bọn họ không biết chúng ta theo dõi họ, họ coi như không có chúng ta cũng bình thường thôi. Trời ơi, bây giờ em đứng về phía nào? Thì đó, chẳng phải em giận Kim Chi, hại em thê ly tử tán sao? Bên vực nó. Em không phải bên vực nó, nhưng mà ban đầu chúng ta hợp để nói vậy rồi. Rồi bây giờ Hình Khởi bọn họ chưa, trước khi chưa nhìn nhận nhau sẽ để Kim Chi tiếp ổng trước, cổ chỉ thi hành nhiệm vụ thôi. Ban đầu thì nói hoàn thành nhiệm vụ thôi, gặp riết, lỡ như lâu ngày có tình cảm, tình cũ bộc phát biến giả thành thật thì sao? Đúng, cô nói đúng lắm, cô nói đúng lắm. Chúng ta nhất định phải giúp thằng Dũng theo sát con Tỳ Hưu này, hễ có động tĩnh gì thì đập nó gì đập nổi vậy. Đi. Đừng ôm, quỳ xuống. Gì chứ? Xách lỗ tai. Anh phạm lỗi gì? Đừng ôm. Anh phạm lỗi gì chứ? Im đi. Nhìn tay chút đi. Nè, ông không có gì chứ? Lão biến thái này, sao lại hôn bạn trai tôi, hả? Chào sếp. Lúc trước tôi cũng có học kế toán. Vậy sao? Câu này.
cái gì? Câu này tôi cũng từng làm. Kế toán tôi cũng vượt qua được 2 kỳ thi rồi. Biết trước lúc trước tôi không biết cái gì, đã hỏi thăm sếp rồi. Tôi không có trách nhiệm để ôn bài cho ông đâu. Dạ phải. Không có gì chứ? Không, gà đó làm ra vẻ tôm cua cá và bởi đường đã đuổi khéo đi rồi. Lấy giờ có thuốc tới hút cho tỉnh táo được không? Nữa hả? Trời, sổ sách của anh Trường Hận thật sự nhức óc lắm. Lát nữa không đủ tỉnh táo, đọc sai thì không có nên đâu đó. Triều Dũng, ba vợ ngang không có thấy hết rồi. Vậy anh nghĩ sao? Vẫn là câu đó, tò mò hại chết mèo. Ừ, là C1 đó. Nè, không phải mấy sếp đã đem cất hết rồi sao? Lần trước tôi lượm được trong toilet của họ. Sao lại có hình như vậy chứ? Gã Hình Khởi đáng chết đó. Đứng trước đám đông nói ổng là ba ruột của con tôi, nên đám phóng viên mới theo sát ổng. Tôi cũng xác định tin tức giải trí gần đây nhất định bám chặt ổng không buông, đồng thời còn bôi thêm vài cú. Tôi nghi ngờ má tôi và mọi người chơi trò theo dõi. Bọn họ châu chấu bắt ve, đám phóng viên mới làm chim tước sau lưng chụp hết cái xấu của họ. Bây giờ Kim Chi và má tôi cùng mọi người nhất định đang cãi nhau ầm ĩ ở ngoài. Bây giờ anh ở trong này cũng không có làm được gì hết. Sáng nay luật sư Ngô nói với tôi, tên khốn Trường Hận đó tỉnh lại rồi, còn cho lời khai nói tôi gây chuyện trước. Tôi nghĩ cảnh sát sẽ mau chóng lập hồ sơ khởi tố tôi. Tôi đây thêm 1 năm. Đừng nói là con tôi, luôn cả vợ tôi cũng bị người ta cướp mất, nên lúc đó gia đình tôi sẽ tan nát.谁也想有个家，谁也想有个他，陪同看日和月圆挂。然而千尺寸雅，累计一个天价亦个偏差。如要逐见个家，还要拥抱个他，床前看海也可以看烟花，实放千变万化，好紧串头算。 分家，谁也想有个家，谁也想有个他，陪同看日和月圆挂。然而千尺寸雅，累计一个天价亦个偏差。用我足见个家，还要不变。